Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang cơ sở 2 tại thành phố Phú Quốc phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Phú Quốc tổ chức Ngày hội Việc làm trực tiếp và trực tuyến năm 2024. Ngày hội đã thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, người lao động và cùng sự tham gia tư vấn của các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngày hội Việc làm năm nay có 4 đơn vị tham gia tư vấn thuộc tỉnh Kiên Giang và một doanh nghiệp ngoài nhà nước được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây là dịp để các bạn sinh viên của trường Trung cấp Việt Hàn Phú Quốc cùng nhiều lao động trên địa bàn thành phố Phú Quốc có cơ hội tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực, định hướng nghề nghiệp cũng như học tập, sinh sống và làm việc tại nước ngoài được tốt hơn. Em đến với Ngày hội Việc làm thì em có hiểu biết thêm về cái ngành học của em sắp tới, em học những gì. À, có thêm một số kiến thức để biết được các ngành nghề của em cần như thế nào để vào làm một cách nó thật là hoàn mỹ. Ngày hội Việc làm với mục đích không chỉ mang đến cơ hội việc làm trực tiếp cho người lao động trên địa bàn thành phố Phú Quốc mà còn thu hút sâu rộng hơn đến người lao động ở các tỉnh thành phố khác với hình thức tư vấn trực tuyến mà các đơn vị tuyển dụng triển khai thực hiện. Thì khi mà cũng nhờ ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Kiên Giang cũng như là Phòng Lao động huyện thành phố Phú Quốc để tạo điều kiện về đây, thì ở phía doanh nghiệp cũng có được tiếp cận các bạn sinh viên cũng có nhu cầu đi chương trình du học ở Đức và chương trình đi xuất khẩu động ở Nhật Bản rất là nhiều. Thì hiện tại chính sách Kiên Giang mình là được hỗ trợ 100% vấn đề dây vốn khi các bạn đi thị trường xuất khẩu động, thì đây là một cơ hội mở cho các bạn tạo được cái nguồn thu nhập cao cũng như là tiếp cận được các cái nền kinh tế kỹ thuật ở thị trường nước ngoài. Với xu thế mới của thị trường lao động, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc có nhu cầu tìm kiếm việc làm, được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, học tập và định cư nước ngoài. Tất cả đều được Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang tổ chức tư vấn và hỗ trợ đầy đủ kịp thời, nhằm giúp cho người lao động sẽ tiếp cận với công việc trong tương lai, phù hợp với nhu cầu, mục đích của từng người. Qua đó nâng cao số lượng và chất lượng lao động có tay nghề, trình độ tiên tiến tại thành phố Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung.